Hello, Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Chị Lê. Bữa nay là sáng ngày thứ tư, tuần thứ hai của tháng 9 năm 2024. Thì Chị Lê bữa nay ra sân vườn, Chị Lê tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái video về vấn đề tiếng cười của những mẫu chuyện kết nối yêu thương do một YouTuber đã phản biện. Đó là cái câu chuyện Chị Lê muốn chia sẻ bữa nay. Thì qua một thời gian gần đây các bạn, thì Chị Lê có xem rất là nhiều video về vấn đề kết nối yêu thương tại Việt Nam và những cái mẫu chuyện mà họ đăng lên các bạn, thấy rất là buồn cười luôn. Thì ngày nay thì những cái chương trình kết nối yêu thương đó, nó không còn giống như hồi xưa nữa, nó rất là kỳ lạ và rất là mắc cười, làm tiếng cười, làm cho cộng đồng mạng người ta cười, người ta khi dễ các bạn. Thì có rất là nhiều cái kênh của YouTuber khác cũng lên phản biện, người ta chế nhạo rồi người ta cười vô những người mà lên kết nối yêu thương, họ đòi hỏi rất là nhiều các bạn, nó thấy kỳ lạ thiệt á. Cho nên có rất là nhiều kênh tại Việt Nam người ta lên, người ta phản biện, người ta chửi xéo các bạn. Rồi cũng có một vài YouTuber khán giả cũng lên chửi, mình không biết cái thân phận mình ra sao mà mình lên mình kết nối, mình đòi hỏi cái này đòi hỏi cái kia. Thì sau đây Chị Lê sẽ chia sẻ cho các bạn những mẫu chuyện rất là mắc cười luôn, Chị Lê đã xem và Chị Lê chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Và các anh chị em muốn xem cái video của Chị Lê thì vào đây xem để mình có những cái bình luận gì để các bạn có thể comment ở dưới cái bình luận của cái video này. Xin mời các bạn theo dõi nha. Mình ngồi ngoài nắng các bạn. Bây giờ là cái ánh sáng mặt trời á, mình ngồi chỗ nào nó cũng chiếu làm cho cái mặt mình bị tối các bạn. Ngồi chỗ nào cũng bị tối á, tại vì nó chiếu ngược về phía này nè, quá gắt gao luôn. Cho nên Chị Lê không có cách nào chọn, phải ngồi chỗ này và đeo mắt kính vô. Thì nắng buổi sáng thì tốt thôi các bạn, chứ không có đến nỗi. Nếu mà nắng buổi trưa thì cái tia hồng ngoại nó sẽ làm hư da, cho nên nắng buổi sáng thì ok. Sau đây Chị Lê chia sẻ cho các bạn cái tiếng cười của những mẫu chuyện kết nối yêu thương từ một YouTuber ở Việt Nam á. Thì cô ta có lấy những cái mẫu chuyện của mấy cái video của một cái kênh nào đó, cái chị này nó đưa lên rồi phản biện lại những người mà muốn kết nối yêu thương đó. Xin mời các bạn theo dõi nha. Đây, mình cho các bạn xem cái này đây. Tầm là hơn 80 tuổi trở lại, mà có cao hơn nữa là tầm 70 tuổi trở lại. Anh ý số đẹp thì không quan trọng, thế nhưng mà làm sao là không ra trưởng, mà là cái phần còn lại đấy làm sao là lên vợ lên chồng. Thì anh đấy là phải có nhà có cửa. Tại vì là bây giờ là nhà của Bình Thắng thì không có, thì nhà đấy cũng có làm ra nhưng mà gửi tiền cho con hết. Cho con mà. Vâng, cho con. Thế bây giờ yêu cầu đầu tiên là có nhà có cửa. Vâng. Thế một chú nào cũng có nhà có cửa nhưng mà điều kiện kinh tế nó không được khá giả lắm. Thì tháng khoảng 3-4-5 triệu của anh thôi, cô có đồng ý không? Dạ không. Anh ấy xấu đẹp thì không quan trọng nha, nhưng mà cuối cùng chốt đơn là cái gì biết không? Phải có nhà có cửa. Rồi bà đẹp dữ chưa hả? Xấu đẹp không quan trọng mà bà đẹp dữ chưa. Ông nào nè, tôi nói nè, ông nào mà thích ăn thịt khô vịt bay vô rước bà về nha. Thánh thần thiên đụng ngôi thiệt chứ, y như là một cái con voi ma mút vậy. Mà đi lên đây bày đặt kiếm xấu đẹp không quan trọng, không gia trưởng mà phải có nhà. Rồi cuối cùng bà lên đây bà đi tìm nhà tìm cửa anh ta, bà đi tìm tài sản, chương trình tìm tài sản bắt đầu chứ làm gì mà có tình yêu thương ở đây. Trời ơi, khôn như bà quê ta đây. Đó là tình trạng kết nối yêu thương ngày nay tại Việt Nam các bạn. Chương trình tìm tài sản của người ta chứ không phải kết nối yêu thương. Mình có xem rất là nhiều cái video, nhiều cái kênh mà họ phản biện lại các bạn ở Việt Nam á, rất là buồn cười luôn. Xin mời các bạn nghe tiếp nè. Có nhà, có của để lại cho con hết,
Rồi bây giờ na cái tấm thân béo bở vàng ngọc của mình á, là đi kiếm ông nào á, không gia trưởng xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là có nhà, rồi cuối cùng cũng đi tìm nhà của người ta. Nó nghe là bớt mơ lại đi nghe, ngồi đó mơ tới đám giỗ luôn. Trời ơi, người ta cũng còn con còn cháu nha á, rồi á người ta chấp nhận mình đi, khi mà người ta ủng củ tỏi rồi đó thì nhà cửa cũng của con cháu người ta thôi, chứ không có tới lượt mình đâu. Đi ra chưa chắc thì có một cái bọc đen đó để xách quần áo nữa. Đừng ra mà đặt ở đó mà kiếm anh nào không gia trưởng, phải có nhà có cửa, tính nửa đời sau á rồi nhào vô hốt của người ta hả? Thôi bớt. Những người mà lên kết nối yêu thương rồi, thường thường họ hay nói rằng là không có gia trưởng, tức là những người đàn bà muốn kết nối mấy ông là không có, mấy ông không có được gia trưởng, tức là người gia trưởng là gì, là những người mà phải theo người cha, phải theo chồng, chồng nói sao phải nghe vậy, nó gọi là gia trưởng hay mắc nạt. Mơ đi bé bự chứ không phải bé đẹp nha, tại bà không có đẹp đó. Bớt mơ đi bé bự, bữa nay gặp khách tình rồi, đi về nhà nhanh lên đó. Đi về nhà, nhà mình có của, có con, có cái, có nhà, có cửa thì mình đi về mình lo cuộc sống. Rồi giữ cháu nội, cháu ngoại, tự nhiên cái đi lên đây làm gánh nặng cho người ta nửa đời sau tính vô hốt của. Thôi, ai, ông nào, bà nào lấy cái đĩa bay của chị tôi trả lại cho chị tôi về với con cháu, bớt mơ nghe. Rồi mơ dữ lắm rồi, ăn tương với mỡ nhiều quá. Rồi ăn tương với mỡ nhiều quá. Nồi thịt kho vịt luôn rồi, thành thật thiên đụng ơi. Thôi, bỏ ý định nó đi, về đi rồi tôi gửi cho một keo. YouTuber này nói về đi, về đây là tiếng ở đâu bạn? Tiếng Quảng Ngãi hay là tiếng ở miền quê hả bạn? Mình không biết nha. Về đi. Đó, thường thường ta nói là đi về đi. Còn cô này nói là đi về đi. Đưa muối nha. Ok. Trời về, về nhanh lên còn kịp. Về với con cháu đi, bớt mơ đi. Bớt mơ đi. Hay là dưa rau muống gì cũng được, hồi tôi gửi cho keo dưa rau muống về ăn với thịt kho vịt nha. Về nghe, nghe lại báo đi, nghe lại khắc tin đi nha. Kinh tế. Với lại chị coi chương trình của em á, chị có thấy một người của bên Bình Dương chị á, là cái anh công an gì không? Là chị thích chú nhanh là công an về hưu lương 1 tháng là 50 triệu. Wow. Mấy... Chị thấy chú nhà chú gần. Tài sản là gần 500 tỷ đúng không? Nhà chú gần nhà mình. Đúng rồi. Wow. Lương hưu rồi là cho thuê đất đai này kia là gần không, 50 triệu một tháng. Không có đọc kỹ lắm. Không có đọc kỹ nhưng mà... Đó là tài sản gần 500 tỷ á. Các bạn thấy có điều gì lạ không bạn? Cô này muốn kết nối với lại ông Việt công an để về hưu rồi á, tháng lương hưu tháng 50 triệu và cái tài sản là trên 500 tỷ. Tiền để lấy đâu ra các bạn? 500 tỷ là các bạn biết mấy chục triệu bằng mấy chục triệu Mỹ Kim, rất là nhiều nha, lấy tiền đâu ra các bạn? Trong khi đó lương của mình có mấy triệu một tháng rồi, tại sao có tài sản lớn như bạn? Đó là câu hỏi Chi Lê muốn đặt ra. Và cũng có thể là ông công an này nổ. Xin mời các bạn nghe tiếp. Không có, tại nhà gần. Yêu lương 1 tháng là 50 triệu. Mới lại còn mấy... Thì thấy chú nhà chú gần. Tài sản. Rồi nhà gần wow. Giữ chưa? Hả? Ở Bình Dương mình đồ nhà gần giữ chưa? Thôi bà chế, em phiên bà thật lòng nha bà chế. Ông nhìn bà, ông chạy ông bỏ đôi dép lại luôn, chứ không còn bỏ một chiếc dép nữa nha. Trời thánh thần thiên đụng ơi, mình có nhìn lại cái nhan sắc của mình không? Rồi cái ông đó cũng báo, ám quá ám luôn. Rồi ông lên đây ông khoe, ông nói ông có nhà, rồi có lương hưu, rồi nhà 500 tỷ. Rồi nếu mà ông có 500 tỷ, ông cần gì ông phải lên ghép nói yêu thương vậy hả? Chỉ cần ngồi búng tay cái chóc sẽ có. Chính xác, chính xác các bạn. Ông bớt lên đây đi mà công an về hưu nữa. Công an về hưu. Cái chuyện gì đó ông cũng đã trải qua rồi hết, mà công an về hôn mà có nhà 500 là có tài sản 500 tỷ là cũng coi lại nghe. Nhưng mà nói đi nói lại nè, tôi chốt đơn với bà nè, bà khỏi tìm. Tài sản của nhà 500 tỷ bạn,
ông phải coi lại công án về hưu, lương hưu tháng 50 triệu, lấy tiền đâu ra 50 triệu mà. Nguy ở đâu ra? Bà tìm ông cũng không có chọn bà đâu. Tôi nói cho bà biết vậy đó. Nha. À, bữa nay bà gặp tin rồi. Thứ nhất mình đi về nhà bỏ ra một số tiền cắt 4 miếng kiến gắn trong phòng. Rồi đi qua xe lại mình xem lại cái dung nhan của mình, mà xem dung nhan trong 4 cái miếng kiến đó luôn nha. Chứ không phải một miếng. Coi thử cái dung nhan đó bây giờ ra sao. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình không có đủ tiêu chuẩn tiêu ơ đâu để ông chọn đâu, chứ đừng có nói nhà chú gầm. Tiêu chuẩn tiêu ơ là gì các bạn? Tiêu ơ là gì? Ơ quay là gì? Mình không hiểu. Cái tiếng Quảng là tiếng gì các bạn? Tiêu ơ. Tiêu chuẩn tiêu ơ. À, mình không hiểu tiêu ơ là gì. Chắc có lẽ là tiếng Quảng Nam hay là gì các bạn? Tiếng gì? Đã nói yêu nhau mấy núi cũng qua, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, bà nghĩ sao hả? Nếu mà chấp nhận á, là duyên là nợ là số á, trời định rồi á, ở đó ở xa cách mấy từ Cà Mau ra Hà Nội, từ Hà Nội vô Cà Mau luôn nữa. Chứ đừng có nói ở Bình Dương mình nhà chú gần, tại chú có 500 tỷ, nếu mà chú không có 500 tỷ thử rồi chú có gần á, mà cũng có yêu không? Thôi, bữa nay bà gặp ba báo rồi, bà Hiện Nguyên thành đi. Bữa nay gặp quả báo rồi. Báo rồi nha, chứ tôi thấy báo hơn tôi nữa rồi đó. Rồi thánh thần thiên đột ngô thì chứ bà nghĩ sao mà lên đây bà chọn như đúng rồi. Nhà chú gầm dữ chưa hả? Ở Bình Dương mình đồ. Thôi bớt nói lại đi nghe, về đi. Chứ mà hỏi tới đám dỗ mà không muốn chọn bà đâu nghe. Bà nhìn lại bà đi, tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi không có tự mọi người lên clip của ba báo, mọi người xem thì mọi người sẽ hình dung đã thấy được cái gì đó, cái gì trong cái ổi, tự sẽ cái ổi ra đi, đừng để mình sâu. Nói kỳ quá cái ổi, trong cái ổi sâu bớt nói nha, bớt sâu nói, lại rồi chọn gần nhà đồ, bớt chọn gần nhà đi nghe. Thôi thật sự ra Hoa Hậu Thanh Lê á cũng chưa có xúc phạm, cũng chưa có lôi cái... Ê cái thằng kia, mày biết cái gì mà mày nói hả? Cái con le le đó nó cho mày húp hào đó hay gì hả? Hay là nó cho mày ăn sò lông đó mà mày đi theo mày bên đó? Ủa, nó không xúc phạm hả? Nó xúc phạm tới tổ quốc ghi công á. Đó, cái bốn chữ vàng đó là mày biết cái gì không hả? Nhờ cái tổ quốc ghi công đó đó. Rồi bây giờ mày mới ngồi đây á, mày mới bợ đỡ cho nó đó. Húp sò lông. Ít nhiều gì á, mày có cha sanh mà không có mẹ dạy cho nên mày mới đi theo mày bên đó đó. Hôm nay là tao không nói tới rồi ha. Tao thấy mày hoài luôn. Mày bên cái con le le đó là tao thấy rồi đó. Nhưng mà tao không nói. Hòa bình không? Tao không có cần hòa bình cái kiểu đó. Ha. Ăn nói sờ lơ sờ lách. Sờ lơ sờ lách. Hôm nay là tao không nói tới. Mà bữa nay tao thấy mày hoài luôn vậy đó. Tao nhìn cái mỏ mày là tao biết mày cũng đi húp hào nó hay gì rồi. Cho nên là mày bây giờ mày mới lên đây mày nói. À, nó không xúc phạm mà. Nó xúc phạm tới tổ quốc ghi công luôn đó. Nhờ có cái những cái người liệt sĩ, cái tổ quốc ghi công đó đó, bây giờ á, mày mới lên đây mày ngồi mày nói sờ lơ sờ lách đó. Tao nói cho mày vậy đó. Ít nhiều gì á, mình cũng có ăn có học, mình cũng phải xác định được cái nào đúng cái nào sai ha. Oh my god. Rồi mày nói như vậy mày nghĩ sao? Nó không xúc phạm hả? Vậy cái đó là cái gì? Ủa cái miệng với cái lỗ tai sát bên mà, chứ đâu có phải là cái miệng với cái lỗ tai nó xa đâu. Ủa cái lỗ tai mày đi du lịch rồi hả? Chị Lê nghe cái mẫu chuyện này rất là mắc cười, kêu cười xỉu luôn các bạn. Chị Lê cười xỉu luôn. Bởi vậy chị Lê mới nói rằng là tiếng cười của những mẫu chuyện kết nối yêu thương. À, mày đi du lịch thế gì mà mày không thấy nó xúc phạm? Mày thấy rõ ràng không? Rõ ràng. Thánh thần thiên đụng ơi, cỡ đó đó mà mày nói là nó không xúc phạm tới ai, nó xúc phạm tới anh hùng liệt sĩ. Oh my god. Rồi mày nghĩ sao? Nhờ có những cái tổ quốc ghi công đó đó, bây giờ mày lên đây mày nói sờ lơ sờ lách. Tao nhìn cái mỏ mày là tao biết cái gì rồi, cái loại gì rồi ha. Ở đàn ông con trai gì mà cái mỏ y như là cái gì vậy trời, không biết dùng cái từ gì để diễn tả cái mỏ nữa. Thánh thần thiên đụng ơi, hôm nay là tao không nói tới rồi ha. Cái mỏ tao không nói tới rồi, chuyến này tao làm đơn tao thương nó luôn nè, chứ đừng có nói xúc phạm tới tổ quốc ghi công. À, chế lời bài hát rồi á, xúc phạm tới tổ quốc ghi công mà mày nói là
pha hoa hậu Phương Lê, Lê là gì, cái giống gì đó, le le hột me hột bích gì đó, là được nhiều người kính trọng, đáng quý. Tao không có quý cái loại đó nghe. Xúc phạm tới tổ quốc ghi công là tao không có đọc. À thì ra là cái ông này nè cũng chế cái bài hát gì các bạn, chế bài hát gì vậy? Cho nên cái người YouTuber này không có thích xúc phạm lại tổ quốc ghi công. À, ông có dán cái lá cờ của Việt Nam á, cờ đỏ sao vàng các bạn. Tình tao không có quý cái kiểu đó. Mày bớt xà lơ xà lách lại nghe. Bớt xà lơ xà lách. Lần này nói vậy là ít cho mày rồi đó. Nghe, nhìn cái mỏ mày là tao biết rồi. Cái mặt của mày biết, tao nói tâm sinh tướng. Nhìn cái mỏ mày là biết sao rồi đó. Bây giờ mình đi ở rể nhưng cháu sợ nó hơi khó. Tại vì mình cũng lớn tuổi rồi, cũng hơi khó. Là do mình cư xử tốt thì người ta tốt. Mình biết ăn ở, cư xử trên dưới bằng nhau. Đó là nếu như nhà ta ở một mình thì mình được. Còn nếu như nhà ta ở mà mình cứ đéo người ta đâu có được. Mình phải có tiền, mình làm, mình đưa tiền cho người ta xài. Mình có chút ít mở quán xá cho người ta vui thì làm ăn, chạy xe. Còn lương thì ai xài chung cũng được. Về phải công khai tài chính chứ. Chứ đâu phải như cái vợ lần trước đâu. Rồi đi ở gốc ở rễ ha, đi lên đây nói vậy đúng rồi đó. Đi ở gốc ở rễ cho người ta mà không phải công khai. Ông này muốn ở rễ các bạn. Muốn kết nối và muốn ở rễ luôn. Ông già rồi. Chào ông bảy mấy rồi bạn. Sắp mấy bảy mấy chục tuổi rồi. Muốn kết nối với đàn bà, muốn ở rễ luôn. Ông sức khỏe còn mạnh lắm. Ai tài chính luôn ha. Đó, bỏ tiền vô dùng phải báo xài gì, ăn gì, xài gì, mua gì. Rồi thánh thần thương đụng ôi thiệt chứ. Rồi cái bà vợ tương lai ông chịu, mà con cái người ta có chịu không mà bà đặt vô đây đòi công khai tài chính hả? Mình làm được cái gì cho người ta không mà đòi hỏi dữ vậy? Thánh thần thiên đụng ơi, trên đời này tôi cũng mới thấy ông là cái người mà là có 102, ông đứng số 2 là không ai đứng số 1 hết trơn. Nói thiệt. Rồi trời ơi. Ôi là trời, thánh thần thiên đụng ơi, tôi mới phát hiện ông luôn á. Rồi ông chịu, con người ta chịu không? Không, không chịu nghe. Tôi là tôi không chịu đó. Đừng nói ai chăng. Đó. Không biết ai sao chứ tôi là tôi không chịu đó. Tự nhiên cái cuối đời đi về làm gánh nặng gánh ơ cho người ta. Gánh nặng gánh ơ. Rồi công khai tại. Ơ là gì các bạn? Chị Lê không hiểu nha. Từ tiếng Việt chữ ơ chắc có lẽ là I don't know. Chính đâu nữa, mình làm được gì không? Bữa ngày được bữa được thước củi không? Làm gì thước củi không? Làm gì được cho người ta không? Không, không làm được gì chứ. Dạ chết luôn, quéo queo rồi làm gì nữa mà đòi công khai tài chính tờ gì. Ôi trời ơi, lên nói đúng rồi thôi. Hôm nay gặp báo rồi về đi khỏi ở ghế ở ao gốc đi chứ. Rồi lúc còn trẻ đi làm đi nuôi vợ nuôi con già già, cái đầu phát lên đi về đi ở gốc ở ghế mà đòi công khai tài chính của người ta nữa. Rồi mắc công khai dữ chưa, tới khúc công khai chưa chứ tôi thấy là không được đó. Trời ơi, dùm ơn tôi lại luôn. Ai trả cái đĩa bay cho ổng bay về nơi sản xuất đi chứ đừng có lên nó ngồi tới đám giỗ của không ai đâu mà chịu. Thánh thần thương đụng ô thiệt chứ, ở gốc ở rễ đâu ha, người đòi hỏi dữ ha. Rồi mình làm được gì cho anh ta? Chưa làm gì được gì chứ mà đòi hỏi quá à. Thôi bớt đòi hỏi đi nha, đòi hỏi quá cũng không có đâu. Rồi thánh thần thiên đụng nói gì đúng rồi vậy đó. Nói gì đúng rồi nha, bỏ ý định đó nha. Nay gặp ba bảo rồi nha, gì à? Về nghỉ khỏe. Đây gặp quả báo rồi gì vậy? Rồi trước giờ mình làm gì đó, giờ mình làm y vậy đi rồi mình sống cuộc sống mình đi. Rồi mắc gì đàn ông lưng dài dây rộng không nuôi được vợ con thôi rồi đi ở gốc ở rễ. Trời trời. Rồi cộng với nhục đức rồi hả? Thánh thần ơi đức rồi làm sao đây? Không được. Cộng dây nhục đây tới chút. Các bạn biết cộng dây nhục là gì không? Cộng dây nhục. Đó là nói rằng là ông này ông cảm thấy nhục nhã, cái sự nhục nhã của ông đã cộng dây nhục như con cá nhục. Đây cho các bạn xem tiếp. Đâu?
đi mua một bó thôi nhúc con cái nhục ăn đi, đặng nói cộng gì nhục lại nghe. Nhớ nghe. Em ai trả cái đĩa bay cho ổng bay về nơi sản xuất đi, chứ đừng có lên nó ngồi tới đám giỗ của không ai đâu mà chịu. Anh thần thương đụng ngô thiệt chứ, ở gốc ở rễ đâu he, người đòi hỏi dữ he. Ở gốc ở rễ đòi hỏi nhiều cho anh ta, chưa làm gì được gì chứ mà đòi hỏi quá à. Thôi bớt đòi hỏi đi nha, đòi hỏi quá cũng không có đâu. Rồi thánh thần thiên đụng nói gì đúng rồi vậy đó, thôi khỏi nói nữa nghe, bỏ ý định đó nghe. Nay gặp ba báo rồi nghe, về về nghỉ khỏe nghe. À, rồi trước giờ mình làm gì đó giờ mình làm y vậy đi, rồi mình sống cuộc sống mình đi. Rồi mắc gì đàn ông lưng dài dây rộng không nuôi được vợ con thôi, rồi đi ở gốc ở rễ. Trời trời ơi, rồi cộng với nhục đức hả? Thánh thần ơi đức rồi, rồi làm sao đây, không được đâu. Đi mua một bó con nhúc con cái nhục ăn đi, đã nói cộng với nhục lại nghe. Nhớ nghe. Ok bạn. Đó là những cái mẫu chuyện rất là buồn cười luôn, chị Lê muốn chia sẻ cho các bạn để mình xem, để mình coi như là giải trí thôi các bạn. Thì có rất là nhiều kênh khác cũng làm những cái kênh phản biện giống vậy nè, có rất là nhiều luôn, chị Lê chưa có kịp chia sẻ thôi, quá nhiều luôn. Nhưng mà chị Lê sẽ thấy cái nào mà thấy vui vui mắc cười chị Lê mới chia sẻ đó. Thì qua những cái mẫu chuyện này, các bạn nào mà có những ý kiến nào, có những cái bình luận nào hãy chia sẻ bình luận ở dưới cái video các bạn. Ok, chị Lê chỉ chia sẻ một chút bữa nay cho các bạn xem cho vui thôi. Chị Lê xin tạm dừng video đây. Các bạn thấy video này hấp dẫn, thú vị, hãy chia sẻ cho chị Lê một like nha. Và ai mà chưa có đăng ký kênh, hãy ủng hộ cho kênh của chị Lê bằng cách là nhấn cái nút subscribe ở dưới cái phần video đó, để chị Lê có thêm nhiều cái động lực làm thêm những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê TV, bye bye, xin hẹn gặp lại, xin chào tạm biệt.